Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin đưa đất nước cất cánh, nhiệm vụ bất khả thi của Đảng. Xã hội Việt Nam phát triển một cách hào nhoáng từ thời kỳ mở cửa năm 1986 cho đến nay. Nhìn bên ngoài, người dân không còn phải ăn khoai mì, khoai lang hay bò bò thay cho gạo. Ngày nay, xe máy là phương tiện phổ biến, nhiều gia đình đã mua ô tô. Tuy nhiên, đấy chỉ là vẻ bề ngoài, thực chất, chất lượng cuộc sống, chất lượng môi trường xã hội và môi trường tự nhiên đã đến mức báo động. Đảng Cộng sản Việt Nam không biết tự lượng sức mình. Nếu so sánh với chính quyền trong quá khứ thì ai cũng thấy mình trưởng thành hơn. Tuy nhiên, nếu chỉ tự so sánh với chính mình thì không ai thấy bản thân mình tụt hậu. Vấn đề quốc gia cũng như vậy. Đất nước Việt Nam hôm nay so với đất nước Việt Nam hôm qua thì có tiến bộ hơn, đó là điều hiển nhiên. Tuy nhiên, nếu so sánh với các nước khác, thì Việt Nam đang tụt hậu về chất lượng cuộc sống. Hiện nay, người dân Việt Nam thu nhập không đủ sống, số lượng công việc và trên nền kinh tế tạo ra không đủ lo cho việc của người dân. Vì vậy, xã hội Việt Nam đầy rẫy những người bán hàng rong, bán vé số, ăn xin và làm đủ thứ nghề khác. Đây là hậu quả tất yếu của một nền kinh tế kém cỏi, không thể giải quyết được việc làm cho đại đa số quần chúng, nên người dân phải bươn chải, tìm mọi cách để có miếng ăn. Điều đáng nói là người dân Việt Nam hiện nay không được nhà nước Việt Nam cung cấp an sinh. Họ bỏ mặc dân theo kiểu trời sinh voi, trời sinh cỏ. Cho nên, khi người dân không đủ tiền cho con ăn học, thì trẻ nhỏ phải nghỉ học để đi bán vé số hay đi lao động từ rất sớm, để phụ giúp gia đình từ bé. Người dân nào không có tiền thì đừng đi bệnh viện, bởi nhà nước không bao giờ trợ giá hay bao cấp y tế cho người dân. Dân chết mặc bay, tiền thầy, đảng bỏ túi. Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ biết đuổi hình bắt bóng. Chưa có nơi nào trên thế giới mà người dân không đủ bệnh viện để chữa bệnh, không đủ trường cho con đến học, thiếu cầu đường cho học sinh ở vùng cao đi học, nhưng chính quyền lại đua nhau xây những cổng chào hàng trăm tỷ, xây tượng đài hàng ngàn tỷ khắp nơi từ Bắc đến Nam như ở Việt Nam. Sự tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam tập trung vào nhóm rất giàu và quan chức, còn người dân thì không được hưởng lợi bất cứ dịch vụ an sinh xã hội nào. Có người nói rằng nhìn vào bảng phân bổ ngân sách của Trung ương Đảng là biết ngay Đảng trọng dân hay khinh dân. Nếu nhà nước biết trọng dân, họ sẽ chi cho an sinh nhiều và chi cho công an ít. Nhưng nhà nước Cộng sản thì chi cho y tế chỉ bằng 1/13 chi cho công an và chi cho giáo dục chỉ bằng 1/16 chi cho công an. Khi một nhà nước chỉ biết đè đầu dân mà trục lợi thì không bao giờ đất nước tiến bộ lên được cả, mà nó chỉ tạo ra một xã hội đầy rẫy bất công. Tiền của xã hội dồn hết cho giới doanh nhân biết kết hợp với quyền lực và dồn cho quan chức mua nhà, sắm xe, đưa con đi du học, thậm chí gửi tài khoản ở nước ngoài. Hiện nay xã hội Việt Nam là một xã hội tệ hại. Đi khắp khu vực Đông Nam Á thì ắt hẳn mọi người sẽ nhận ra rằng những xã hội của các nước khác trong khu vực bình yên hơn Việt Nam rất nhiều. Hiện tượng trộm cắp không phổ biến như ở Việt Nam, con người không lừa lọc lẫn nhau như ở Việt Nam. Sự bình an do môi trường xã hội lành mạnh tạo nên chất lượng cuộc sống. Nhiều nước trong khu vực không giàu hơn Việt Nam về mặt thu nhập quốc dân tính theo đầu người, nhưng môi trường xã hội của họ bình yên, ít lo trộm cắp, ít lo lừa lọc hơn. Những giá trị đấy mang đến cho người dân chất lượng cuộc sống tốt lên. Những người đứng đầu đảng qua các thời kỳ hoặc vô năng hoặc bảo thủ thì làm sao đất nước có thể cất cánh lên được? Chất lượng môi trường xã hội là thứ không thể mua được. Đây là giá trị cốt lõi tạo nên một xã hội văn minh, chứ không phải chỉ có thu nhập cao mới có văn minh. Và thực tế, cái cách cai trị xã hội Việt Nam như hiện nay, Đảng Cộng sản không thể dẫn dắt nước này đến với văn minh tiến bộ cho được. Ngoài vấn đề xã hội thì ở lĩnh vực kinh tế, Việt Nam cũng đang mất cơ hội để cất cánh rồi. Dưới bàn tay của Cộng sản, Việt Nam bị dìm dưới lớp bùn đói nghèo và lạc hậu mãi mãi cứ như thế. Quý vị và các bạn có theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của bản tin đưa đất nước cất cánh, nhiệm vụ bất khả thi của Đảng.
Quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Đảng Cộng sản đè dân không có điểm dừng, bòn cạn sức dân không chùn tay. Những gì quản không được thì cấm, đó là cách quản lý của Đảng Cộng sản bao lâu nay. Điều đó thể hiện một đảng chính trị rất thiếu năng lực quản trị. Bởi những người quản trị giỏi thì phải tìm ra giải pháp cho vấn đề, chứ không phải cấm. Cấm chứng tỏ đảng đang bất lực. Quyền lực trong tay thì kẻ không có khả năng quản trị cũng chỉ biết cấm mà thôi. Chưa có một chế độ nào mà ban hành rất nhiều điều cấm kỵ như chính quyền của Đảng Cộng sản. Cấm nói xấu chế độ, nghĩa là chế độ không có khả năng tự tốt lên. Cấm nói xấu lãnh đạo, nghĩa là lãnh đạo không có khả năng tự mình trong sạch. Cấm đọc những tờ báo phản động, nghĩa là đảng không có khả năng phản biện lại báo chí hải ngoại. Và ở tất nước này có cả hàng ngàn thứ cấm, nó bủa vây nên đời sống của người dân rất ngột ngạt. Đảng và nhà nước không thể tự tốt lên nên cấm người dân nói sự thật. Thời đại 4.0 là thời đại thế giới xích lại gần nhau hơn. Từ đó con người học hỏi lẫn nhau những điều hay. Những sự học hỏi này ngoài tầm kiểm soát của Đảng Cộng sản và thế là bộ máy chính quyền suốt ngày họp hành để ra những lệnh cấm. Trước đây cũng vậy và hiện nay cũng như thế. Đảng Cộng sản không theo kịp đà phát triển của xã hội, vì thế những lệnh cấm ngày một nhiều hơn. Tự do là người dân được sống trong xã hội ít sự cấm đoán. Xã hội nào cũng có điều cấm, tuy nhiên, ở xã hội dân chủ, những điều cấm đã nằm trong quy định của pháp luật. Hầu hết những điều cấm khi ấy là cấm cái xấu nảy nở và phát triển, nên những điều cấm ấy nó bảo vệ cho cái tốt. Vì thế, người dân tại các nước dân chủ không phải ngó trước, ngó sau, sợ xuất hiện cảnh sát bất ngờ. Bởi những nơi này, người dân biết rằng cảnh sát không đứng trên pháp luật, mà người dân không làm gì phạm pháp luật thì cũng chẳng việc gì phải sợ. Còn tại Việt Nam thì khác, người dân thấy công an là sợ, thấy quan chức là lo âu, dù biết mình không làm gì sai. Quản không được thì lại đi cấm. Làm việc cho một kẻ quản lý ngu dốt thì dù người có tài cũng không còn đường mà phát triển. Bởi những người có tài thường làm những điều mà người quản lý kém cỏi không quản nổi, nên phải cấm đi. Ở Việt Nam hiện nay, chảy máu chất xám đang xảy ra rất nghiêm trọng. Thử xem những học sinh đoạt giải quán quân đứng lên đỉnh Olympia được cấp học bổng du học tại Úc, có mấy người muốn quay trở về Việt Nam. Hầu hết những người này cảm thấy vô dụng khi trở về vì bị trói tay, trói chân, không có đất dụng võ. Tức là dù có tài trí và trí thức giỏi, người dân Việt Nam cũng không thoát khỏi sự đè nén do chính quyền này đang tạo ra. Những du học sinh thuộc hàng hạt giống đỏ thì về nước và họ vứt hết những gì đã được giáo dục ở nước ngoài. Họ tham gia vào tầng lớp quan lại, tiếp tục đè đầu người dân. Nguyễn Thành Nghị, Trần Tuấn Anh vân vân là những người như vậy. Làm doanh nghiệp tại Việt Nam cũng rất khó, nếu không cung phụng cho bộ máy chính quyền thì lại bị gây khó dễ. Muốn làm ăn được thì phải bôi trơn, mà bôi trơn thì phải cắt giảm chi phí cho sản xuất, thương mại nên hàng hóa Việt Nam không thể có chất lượng tốt cho được. Doanh nghiệp nước ngoài vừa phát triển bền vững, vừa bước chân ra thị trường toàn cầu, còn doanh nghiệp Việt Nam thì mãi luẩn quẩn với thị trường ở trong nước. Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có chống tham nhũng đi thế nào thì cũng không thể làm cho Đảng Cộng sản Việt Nam sạch cho được, nên cấm dân nói sự thật là thượng sách. Lãnh đạo kém, quản trị tồi, nhìn móc túi dân thì lại rất giỏi. Quan chức Việt Nam ai ai cũng có nhà cao cửa rộng, xe Nhật xe Đức trông rất sang chảnh. Có ông còn khoe cả biệt phủ, khoe lâu đài và dùng tiền tỷ mua đồng hồ Thụy Sĩ đeo làm trang sức. Ngoài ra, theo được biết, trong nhà một số quan chức giàu có không thiếu những chai rượu bạc tỷ dùng để trưng và dùng để biếu. Xã hội Việt Nam hiện nay phân tầng rất rõ, tầng lớp quan lại ngày càng giàu sụ, còn đại đa số người dân thì sống cơ cực, thiếu trước hụt sau, quanh năm chiến đấu với bốn chữ cơm áo gạo tiền. Dân càng cực khổ càng nghèo khó, quan chức càng giàu có và vô đạo đức.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình tiếp với bản tin Đảng Cộng sản đè dân không có điểm dừng, bòn cạn sức dân không chùn tay. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.